Theo đó, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng của dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã cơ bản hoàn thành đạt gần 100% diện tích. Thiết kế kỹ thuật, quản lý chất lượng, thủ tục phê duyệt dự án chính thức cũng đang được triển khai theo kế hoạch tiến độ. Dự kiến đến cuối năm nay, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ thông xe kỹ thuật được 25 km đoạn tuyến từ thành phố Hải Phòng đến nút giao tỉnh lộ 353. Tháng 4 năm 2015 thông xe khoảng 90 km và đến cuối năm 2015 sẽ đưa vào sử dụng toàn tuyến. Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có tổng mức đầu tư lên đến 46.900 tỷ đồng. Toàn tuyến có chiều dài 105,5 km, có điểm bắt đầu nằm trên đường vành đai 3 của Hà Nội và điểm cuối đường là đập Đình Vũ thuộc quận Hải An, Hải Phòng. Tốc độ ô tô thiết kế đạt 120 km/h, mặt đường rộng 33 m với 6 làn xe,